Từ ngày 1 tháng 4 năm 2024, Bình Dương triển khai điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ trên địa bàn toàn tỉnh. Ý nghĩa của đợt điều tra này là gì? Cách thức điều tra như thế nào? Phóng viên thời sự của BTV đã có cuộc phỏng vấn ngắn với bà Nguyễn Kim Hồ, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Dương. Mời quý vị theo dõi. Thưa bà Nguyễn Kim Hồ, được biết là Bình Dương chúng ta đang triển khai cái cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ. Như vậy thì bà có thể cho biết là cái ý nghĩa của đợt điều tra này là gì ạ? Mục đích của cuộc điều tra là nhằm thu thập thông tin về dân số và nhà ở, phục vụ cho việc đánh giá tình hình, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 2021-2025. Thứ hai nữa là xây dựng chính sách, lập kế hoạch về dân số và nhà ở để phục vụ cho việc lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 2026-2030. Thứ ba nữa là thực hiện giám sát các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc mà chính phủ Việt Nam đã cam kết, và để phục vụ cho công tác thông tin về dân số trên phạm vi cả nước và trên địa bàn tỉnh. Với cái mục đích ý nghĩa như vậy thì cái nội dung cũng như là cái đối tượng kiểm tra lần này là gì ạ? Đối tượng điều tra là hộ dân cư, nhân khẩu thực tế thường trú của hộ, bao gồm cả những người thuộc lực lượng vũ trang, những người có quốc tịch nước ngoài đang sinh sống và ăn ở tại hộ, và không bao gồm những người nằm trong những cái khu quản lý của quân đội và công an. Nội dung điều tra các thông tin chính như là thông tin về nhân khẩu học của các thành viên của hộ, thông tin về di cư, về giáo dục, về hôn nhân, về lịch sử sinh sản của phụ nữ từ 10 đến 49 tuổi, thông tin về người mất trong hộ và thông tin về nhà ở và mức sống của hộ. Với cái nội dung và đối tượng kiểm tra như vậy thì cái cách thức kiểm tra lần này sẽ được Cục Thống kê thực hiện như thế nào đối với 91 xã phường thị trấn trên địa bàn chúng ta? Cuộc điều tra này là điều tra chọn mẫu. Thì trên địa bàn tỉnh Bình Dương thì chúng ta triển khai thu thập thông tin trên phạm vi 91 xã phường thị trấn với tổng số là 768 địa bàn. Thì cuộc điều tra này sử dụng phương pháp làm phỏng vấn trực tiếp. Điều tra viên sẽ đến từng hộ để phỏng vấn trên phiếu điều tra điện tử được thiết kế trên phần mềm của điện thoại di động. Thời điểm điều tra thì bắt đầu từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2024 và thời gian thu thập thông tin thì từ 1 tháng 4 đến 31 tháng 4 năm 2024. Thì qua 4 ngày điều tra thì tính đến thời điểm 5 giờ ngày 4 tháng 4 năm 2024 thì toàn tỉnh đã hoàn thành 19% kế hoạch. Thì theo kế hoạch thì số liệu toàn bộ trên phạm vi cả nước và của tỉnh Bình Dương sẽ được ngành thống kê công bố vào cuối năm 2024. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn bà Nguyễn Kim Hồ, Phó Cục trưởng Cục Thống kê Bình Dương đã dành thời gian cho truyền hình Bình Dương của trao đổi hôm nay ạ.